giới nhưng ba đặt chỗ nào đâu. Đi thăm cái giới thì hầm nước cạn các bạn, cuốn lên hết rồi. Đặt đâu nè, bây giờ đặt ở đám ruộng nhà. Bây giờ có con cua nó bò ở trên kìa. Hay gì đồ cá chết hết trơn rồi. Đi đặt ngay chỗ này thì nó sẽ vô, có không có đường nào nó chạy thoát ở đâu, nó chặn cái đường này rồi. Chặn đâu chặn đó. Lội xuống lùi từ từ lại. Vì sao hả? Cái nồi trắng bây giờ lên biết làm gì giờ nữa nè. Kêu cái ngao ra đi. Giờ phải gỡ ra thì có đúng không cha? Không. Gỡ ra từ từ mới được. Cá chết hết trơn. Nóng á. Ước gì có tép hơn, có tôm hơn. Tôm khổng lồ chứ. Để cào đằng kia lại, để cào đằng kia lại. Cha. Cái gì? Tôm khổng lồ chứ. Xích lên, xích lên. Nè. Tôm khổng lồ lắm hả? Dạ. Coi chứ. Để dựng này lên. Nuôi phim cho đi. Cầm ngay nha. Dựng đi rồi. Nè cái tay nè. Thấy chưa, coi xuống đây xích xuống. Thấy. Thấy không? Bước lên mèo. Tụi cũng có chạch nữa. Xuống ha. Cá chết không không? Ừ, cá chết không á cha. Ừ, con dòng tới màn hình kìa. Rồi, đi xúc. Cho bóp. Đây. Bóp lại. Nè, nó, cái này nè, nó theo. Đổ cá vô nè. Đi lên. Tương tự đây đó ra kìa. Dạ, quay phim đó. Còn thấy đó nhỏ không? Ê, đậy lại. Đừng có cho một con cá nào đi. Cá thì nhỏ quá, giờ sao? Cái thật là nhỏ quá các bạn, chắc giờ thả lại quá. Ờ, giờ? Nó. Nè coi. Nè coi. Cái đó tôi muốn câu. Ô quá trời tét nè. Cái sạch nó nhỏ không à. Có cái lồng tôm này, có lồng tôm vô ăn được. Có cái ngang. Có cái ngang này mãi. Này có cái hầm thả lại. Cái hầm trước, cái hầm trước lại, lại hầm trước thả lại. Đây là hầm trước. Đi thả chứ đừng có ăn. Giờ phải buộc cái vớn lại mới được. Vậy sáng ngày mai dở có cá lóc nào không? Cái gì? Cầm cho coi. Không còn cua à. Dịch nghe. Mới cho nè.
con thấy nha trời sao con thấy bên ngoài nó bự thì sao mau sao cha rồi ôi xui xui con thấy bên ngoài nó bự còn bên trong thì nó nhỏ xíu con thấy dây chạy không nhỏ nè đó rồi cái này đó cái sạch không vậy cá nhỏ cái đem đi thả lại các bạn chứ không có ăn được cá chích chích không bưng vô tôi bưng đi mà mỗi lần cái cá là nguyên một băng nó ra hai con nãy ra ở đây đứng rồi cá chết rồi ra chết ráo nè nó hai mày nè nó thử nè nè nha ăn đi nha ăn đi cái lần trước tao ấy nữa nè ăn đi ăn đi tao thử tao nè chết lấy cái sặc này trước thả luôn chứ cá chích không cái sạch đổ hàm ha ừ quá trời lửa lồng tông ra lửa lồng tông ra có rơi sạch luôn hả cua sao bỏ vô chỗ trống lượm bỏ thùng cái dụng còn cái thằng đó đút bỏ vô đưa cho con cua vô mỏ nó kèn à cái đó hả thằng đó thì vô ghê không thằng chót hả đi vô kèn thằng đó chạy ngang không thấy cái thế này còn bộ im bắt con cá thắng mỗi con sướng bụng này đó nó sạch hơn ngoài bông chưa hay rồi vô lựa cá ra nhảy lấy đầu lựa cá ra này kèn dạy thì dặn cha mày mua đồ đủ thứ có không hả cái chốt không đó kèn cua này láo quá. Mới về tao đổ cho cá láo ăn. Hổm ham ăn không uống đủ nó sinh trong sau bọt về đổ thu rơm dẻo. Mấy con thì đổ nhiều nó thu rớt gì. Quay cá đụng cái thấy không làm một thao bự đã quá cái nhà vô hốt. Lựa cái lồng tông ra còn cua hả? Mấy cái sẽ đổ lại. Đổ hầm. Ừ. Với kiếm cây phụ nữa. Đừng có cho lót ăn à. Giờ hút riếng, cho lót ăn. Chi sáng ăn rồi, chiều không có ăn. Chị... Hết đà vô. Mày tránh ra coi, đụ mẹ. Quen lại gì đưa đưa cái mỏ vô, đụ má. Thôi, nội có lý cái lòng tao không cho thả hết rồi. Cá chốt chết một phát rồi. Cá chốt chết một phát rồi. Tao đụng im im, cá chốt có, tao bỏ vô, vô cá lóc ăn luôn. Thả hầm hay vụn vụn cho cá lóc vô. Mà có lấy lòng tông thì thả hầm hết rồi. Ê. Người ta không có đem xuống hả ra là tự động bỏ ra. Con người chết sống rồi. Mày dập dập đừng coi có cá gì nữa không? Nãy đậu có thấy cá gì nữa không? Có cái chạch cái gì? Lòng tông hết ga nè. Nửa lòng tông còn nhiêu đổ. Sớt sớt ra đổ liền luôn để chết với lại đem vô vụ cá lóc đi kèn đi đổ nè lấy cái rổ ra đây kèn vụ cá lóc không có vụ giờ đem đi thả cái hầm các bạn nè cái hầm này cá nó nhỏ quá thả cái hầm lại nó dịch kìa cái gì bỏ đây có những cái đót á nè cái lòng tâm thì được lừa lại nha còn cái mở ra vậy tự động cái nó còn nó ra được ra nè lòng tâm nè lòng tâm thường nó sẽ chết trước cái con nào mà bị ngu mấy bị chết trước con nói giỡn đây lòng tâm này vô kho con ăn con nào mà bị ngu thì sẽ bị nó nhảy ra con nào nhảy ra thì con đó sẽ sống con nào không nhảy ra con đó sẽ chết đúng vậy nhưng mà coi chừng con cá nó nhưng mà coi chừng nó chết hết trơn rồi nè tại vì cá này cá nhỏ quá Ê, cháu. Nè đó
Mày chơi chứ. Chơi đó ăn gì đó thôi đủ rồi. Ừ, đừng chơi đó ăn nữa. Ừ. Tông thì khổng lồ nữa các bạn thì lựa lại ăn. Còn tôm cầm được ít hả? Thì ra là mấy con cá chớp á. Nó chiếm mấy thì con cá chớp. Thả xuống cái hầm này cho nó sống mà bây giờ. Thì mở ra như này con nào sống sẽ tự động nó nhảy ra. Con nào chết thì nó nổi tơi bời. Con nào chết nó sẽ nhảy ra tơi bời. Con nào sống nó biết nhảy. Rồi lựa đi. Con chừng con té đậu mày rồi. Thì hôm nay ở huyện Thịnh Quá thì mình thì nước lũ nó rút rồi. Đây mình lượm sắp xả rồi đó. Đây ma xả. Con đâu lúc nãy mày chán lắm thấy gì? Đi làm ta chán ghê. Có một cái tràng nữa nè, cái tràng. Ê có con nhảy à. Nãy được có mấy cái lồng tông. Cha bắt con cá đi. Nè. Cho thả. Thả nó chứ không phải là nè lồng tông lươn mới có con bự bự lại ăn nè. Lấm lại cha dục đây nè chú cha đừng có dục để như là tự động nó đừng có nổi lên. Ôi trời ơi mấy con đừng có nổi nè lại bô phật nó đang ra rồi bô nó ra đó cho mày ra luôn chứ sao giờ chứ cá này cũng đâu có làm gì nữa đâu. Cho đó ăn hay là cho nhau ăn á. Cho ngao ăn hay là cho đó ăn hả? Cho ngao ăn hay là cho đó ăn? Thôi nội gà có ăn không người ta? Vậy. Dịch ăn nè, cho dịch ăn. Ôi chú. Dịch có ăn. Con dịch ngang chứ sợ. Thì lựa cá ra bây giờ. Có chừng thấy chốt, cha bỏ đây. Thấy thằng Tâm cũng chìm dưới quá trời. Cá này hả? Cái này. Sạch thì vớt ra. Coi chừng có chết. Chắc thả luôn chứ hết luôn chứ. Rồi lạnh bảnh luôn kìa. Đúng rồi. Ui sợ lạnh bảnh hết hả. Con sợ con là được thì thả. Con mấy con sống rồi. Trời ơi, có mấy con tội nghiệp cho mấy con nữa. Gà nó có ăn không kem cho gà chứ bây giờ nó chết gì thả ra rồi. Thả ra nó cũng chết queo hả. Kè, nguyên đống luôn kìa. Nó lên bình bây giờ thả ra nó cũng chết các bạn tại vì nó chết rồi. Ủa trời ơi, mang tội đường cho đường con sao biển với lại mang tội cho mấy con cá. Mang tội cho mấy con sao biển với lại mang tội cho mấy con cá nè. Chứ đó nó ăn rồi. Cái sạc thì nhỏ nhỏ này mới có lớn dữ lắm ạ. Đúng rồi. Chạy qua. Đừng lựa đi, quá. Bạn thấy không, nếu mà thả ra hết nó cũng chết queo à. Ủa, con lóc. Ủa, cái lóc nó mới lại nó ăn kìa. Có chừng ăn cá chốt à, đã chết đau lắm rồi. Ôi dê, đang đợi con cá chốt nữa. Gà nó ăn không ta? Con không biết nữa. Con hình như gà ăn. Con gà gì nữa? Tôm nè. Hết hộp. Và để mình lựa vài con nữa, các bạn thả luôn chứ các bạn. Kệ nó chứ giờ nó cũng chết hết trơn rồi. Dở là nó chết hả? Ê con cá chốt hả? Hết hả? Con bắt luôn con cá chốt. Cá hơi hứa hồn trời. Đặt hầm luôn ra cho cá. Cá chạch thì rồi cái bụng nó có trứng mà chết queo rồi.
uống quá. Bỏ đó luôn đi. Ăn luôn đi ha. Mình ăn mà cái chạch bự mà. Ừ đúng rồi, có trứng mà. Có trứng mà thả về uống không? Mấy anh cá đồng tâm sẽ lựa lại đem vô ăn. Có chuyện cá chốt vậy ông thần. Cái chốt là nguy hiểm lắm đây. Cái chốt vậy nằm dưới quá trời luôn. Có sợi có chuyện cá chốt chích là nguy hiểm lắm đây nha. Có chuyện cá chốt chích là nguy hiểm lắm. Có chốt chích nguy hiểm lắm. Con này bị ngu mà ngu rồi. Rồi thả hết luôn các bạn, giờ chết thì nó ra ngoài đó luôn rồi. Nó lình bình lình bình kìa. Cái đó có ăn thì tự bị bắt đi đó. Đúng rồi. Rồi Ken lấy cái rổ lên Ken. Các bạn thì nó nổi lên, các bạn hồi ra nó dịch nó ăn được đấy. Ừ, đây. Lẹ, nắm tay tôi vô. Nắm tôi thử. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nha các bạn. Thì bây giờ... Cha, đất kìa. Ừ. Dịch nó ăn kìa. Dịch nó ăn được á. Ừ, con gà nó cũng ăn được rồi. Nó dịch trong đất. Chị đó, hồi có mấy con cá lóc trong đó tự động nó ăn hả? Rồi để các bạn lúa thì ruộng thì chúng tôi xạ rồi. Mình chặn cá là bắt bỏ vô hầm. Giờ bữa nó cũng ra ở trần. Rồi thôi vô nè, như đây đó rồi tự bị bắt được rồi đó. Như đây đủ kho rồi. Bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nha các bạn. Thôi đi vô nè. Ở trên kia người ta đang đi cắm ếch tuốt trển kìa. Rồi đi vô. Mấy cái lồng tâm này vô thì lật ra kho ăn. Có cái chạch, cần cái chạch, cái bụng nó quá bự vậy, chắc trứng quá. Nè, cái chạch đó, cái bụng chà bá luôn đó. Ôi, có gì trong đây mà bự quá vậy? Có trứng à. Có vàng đó. Gì? Có vàng đó. Đó nãy ngoài ăn không đã, giờ vô đây ăn nữa đó. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Giờ thôi. Tốt.